Hiện tại đơn là thì được sử dụng để diễn tả một thói quen hoặc hành động được lặp đi lặp lại trong hiện tại hoặc một chân lý, điều hiển nhiên. Công thức. Câu khẳng định. Với động từ to be Với động từ thường. Ví dụ với động từ to be. I am an engineer. He is a lecturer. They are students. Với động từ thường. I often go to school on foot. The sun sets in the west. Câu phủ định. với to be. Ví dụ, I am not an engineer. He is not a lecturer. Với động từ thường. Ví dụ, I do not often eat seafood. The sun does not set in the south. câu nghi vấn một câu nghi vấn sử dụng trợ động từ với động từ to be ví dụ are you an engineer với động từ thường ví dụ does she go to work by taxi hai câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng v với động từ to be ví dụ Where are you from? Với động từ thường, ví dụ, Where do you come from? Dấu hiệu nhận biết thì. Chẳng từ chỉ tần suất. Always, constantly, usually, frequently, often, occasionally, sometimes, seldom, rarely, every day, every week, every month. chú ý. 1. Quy tắc thêm S hoặc IS. 2. Cách đọc. Kết thúc bằng âm vô thanh đọc là S. Ví dụ. Cook. Cooks. Kết thúc bằng âm hữu thanh đọc là gì? Ví dụ. Love. Loves. kết thúc bằng các âm khác đọc là is ví dụ teach teachers